Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp to lớn qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và những năm tháng xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhà nước ta đã phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, một giải thưởng cao quý cho các nghệ sĩ. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc đã có 14 nhạc sĩ được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong số các nhạc sĩ Việt Nam được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh có nhạc sĩ Hoàng Việt, một chiến sĩ miền Đông gian lao mà anh dũng, một người con của Nam Bộ, Thành Đồng. Trong chương trình bình luận âm nhạc hôm nay, chúng tôi mời nhạc sĩ Trương Quang Lục cùng trao đổi đôi nét về thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt thì cái tên khai sinh là Lê Chí Trực. Lê Chí Trực. Trong thời gian hoạt động âm nhạc trước năm 45 và một vài sau năm 45 thì nhạc sĩ Lê Chí Trực đó thì lấy tên là Lê Trực. Lê Trực. Nhưng mà trong kháng chiến thì ông hay dùng bút danh là Hoàng Việt và Lê Quỳnh. Rồi hai cái bút danh tức là Lê Trực với Lê Quỳnh thì có lẽ là xuất phát từ cái tên là Lê Chí Trực. Còn cái bút danh Hoàng Việt thì xuất xứ từ đâu ạ? Thì cái bút danh Hoàng Việt thì xuất xứ từ một cái trường hợp là như thế này. Bạn bè có kể lại là khi hoạt động âm nhạc ở Bà Rịa thì trong một cái nhóm nhạc mấy anh em với nhau thì thường có thống nhất là chúng ta sẽ dùng một cái bút danh mà mở đầu bằng chữ Hoàng. Thì có người lấy cái bút danh là Hoàng Việt Hải, Hoàng Việt Hà, rồi Hoàng Việt á, riêng Hoàng Việt thì lấy tên là Hoàng Việt Hận. Hận. Thì ông thích chữ Hận là vì ông nghĩ là mình hận cái bọn cướp nước, bọn thực dân đế quốc nó đến cướp nước mình. Nhưng mà rồi sau đó thì ông thấy Hoàng Việt Hận cái tên nó dài quá, thì ông bỏ chữ Hận đi. Thì còn có ý kiến khác là có lẽ là vì ông thấy cái chữ Hoàng Việt Hận, cái chữ Hận nghe nó ngầu quá. Ông ngầu quá, nó không đúng, không thích hợp tên mừng nhạc sĩ, bỏ chữ Hận luôn. Còn cuối cùng còn là Hoàng Việt, mà đúng là cái tên Hoàng Việt nó cũng đẹp thật. Thế nhạc sĩ Hoàng Việt thì là chiến sĩ của miền Đông Nam Bộ, vậy chắc quê hương của nhạc sĩ Hoàng Việt cũng là ở miền Đông. Vâng, đúng như thế, tức là quê nội của nhạc sĩ Hoàng Việt là ở Phước Lễ, Long Hương, Bà Rịa. Còn quê ngoại là ở An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang. Và nhạc sĩ Hoàng Việt là sinh ngày 8 tháng 8 năm 1928. Năm 54 thì ông cần cùng các cái chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc và công tác tại học tập miền Bắc. Sau đó thì là ông là đi tu nghiệp ở Nhạc viện Sofia ở Bulgaria. Năm 66 thì nhạc sĩ Hoàng Việt lại lên đường vào Nam chiến đấu và hy sinh ngày 21 tháng 12 năm 1967 tại Mỹ Thiện, Cái Bè, Tiền Giang trong một trận càn ác liệt của địch. Đã có rất nhiều những cái sáng tác mà nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Việt từ cái thời kháng chiến chống Pháp. Thì vậy quần chúng biết đến những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Việt là từ khi nào? Tức sau năm 1945 vài năm cho đến năm 48 thì quần chúng yêu nhạc ở thành phố Sài Gòn cũng như là các tỉnh phía Nam đều biết đến các cái ca khúc của nổi tiếng của Hoàng Việt như là Tiếng Còi Trong Sương Đêm, Biệt Đô Thành, Chí Cả với cái bút danh là Lê Trực. Mà thậm chí hồi đó có những bài cũng được xuất bản và ngay cả Đài Phát thanh Sài Gòn lúc đó cũng có phát những bài đó. Thì đó. Nhưng mà từ năm 1900 cuối 47 và 48 thì nhạc sĩ Hoàng Việt đã rời Sài Gòn để mà đi với lực lượng kháng chiến chống Pháp. Giới âm nhạc Việt Nam thì đều biết đến nhạc sĩ Hoàng Việt là tác giả đầu tiên của cái bản giao hưởng. Mà cái bản giao hưởng đó là có cái tên là Quê Hương. Thì có thể nói là đúng là nhạc sĩ Hoàng Việt là người đầu tiên, nhạc sĩ đầu tiên của Việt Nam viết giao hưởng. Còn trước đó thì toàn là các ca khúc thôi. Thì sở dĩ mà có được một cái bản giao hưởng quê hương là trước hết do cái tình cảm, cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Việt đối với quê hương. Và thứ hai nữa là cũng do được học tập ở Nhạc viện Sofia ở Bulgaria. Và với cái kiến thức đã được thu nhận trong học viện thì nhạc sĩ Hoàng Việt đã viết nên cái bản giao hưởng đó. Nhưng mà ngoài bản giao hưởng đó, khi mà đi công tác ở đi vào chiến trường phía Nam thì nhạc sĩ Hoàng Việt đã kết hợp, đã phối hợp cùng với Nguyễn Vũ và Huỳnh Minh Siên để viết nên một cái opera
mà tựa đề là Bông Sen. Và cái opera này sau này cũng đã được biểu diễn tại Hà Nội. Nhưng mà quần chúng ấy thì lại biết đến nhạc sĩ Hoàng Việt, và thành công của nhạc sĩ Hoàng Việt lại ở những cái ca khúc. Ca khúc, đúng. Mà những cái ca khúc mà từ thời kháng chiến chống Pháp và sau này những cái năm mà lăn lộn ở chiến trường, ông có những cái tác phẩm về thời chống Mỹ nữa. À, đúng. Tức là có thể nói là những ca khúc Hoàng Việt là đi đến với quần chúng rất là rộng rãi, mà từ Nam chí Bắc. Ví dụ như bài Lá Xanh, thì ông viết bài này khi là ông mới có 22 tuổi. Rồi bài Linh Ngàn, một cái bài hát rất là tuyệt vời, rất là tình cảm, trữ tình, chất trữ tình rất cao. Rồi đến Mùa Lúa Chín, Nhạc Rừng, mà ông cũng viết cả nhạc thiếu nhi nữa. Có một cái bài Mong Bác vào Năm, cũng ít thôi. Nhưng mà những cái bài đó khi mà chúng tôi nghiên cứu đến thì thấy là ông viết lúc trong khoảng thời gian 22 đến 25 tuổi thôi. Rất trẻ. Rất trẻ. À, rồi trong kháng chiến chống Mỹ cũng có những bài là Lực Lượng Ta Hùng Mạnh, hay là Quê Mẹ, hay là bài ca thanh niên miền Nam Thành Đồng. Nhưng mà phải nói nổi tiếng nhất vẫn là bài Tình Ca. Vâng. Nhạc sĩ Hoàng Việt viết bài Tình Ca vào năm 1957, tức là 3 năm sau khi tập kết ra miền Bắc. Và khi đó thì là nhạc sĩ Hoàng Việt vừa mới tròn 29 tuổi thôi. Và có thể nói là đó là cái thời kỳ mà cái chất trữ tình trong ca khúc của Hoàng Việt đã lên đỉnh rất là cao. Tôi còn nhớ đây là cái thời kỳ mà trái tim của những người con miền Nam ra tập kết người Bắc đấy là quặn đau nhất. Bởi vì là năm 54 là hiệp hiệp nghị Geneva có hứa là sau 2 năm thì sẽ hiệp thương thống nhất. Nhưng mà sau 2 năm thì cái việc đó không thành. Chính cái sự dồn nén tình cảm đó mà của các nhạc sĩ, đã có rất nhiều nhạc sĩ viết nên những cái tác phẩm bất hủ cái thời gian đó. Ví dụ như nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Đằng Giao thì có Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì có Tình Trong Lá Thiếp, hay là nhạc sĩ Lưu Cầu thì có Quê Tôi, và riêng nhạc sĩ Hoàng Việt thì có Tình Ca. Tình Ca. À. Thì tôi còn nhớ là một cái câu chuyện khá lý thú mà nhạc sĩ Minh Trị có kể lại. Nhạc sĩ Minh Trị cũng là một nhạc sĩ mà cùng lứa với nhạc sĩ Hoàng Việt. Thì có kể là như thế này. Năm 1957 thì nhạc sĩ Hoàng Việt có vào Thanh Hóa để mà thăm anh chị em Nam Bộ đang tập kết ở đó. Thì anh em mới nói với Hoàng Việt là Hoàng Việt hãy viết một cái bài thật môi và thật bốc về đề tài miền Nam đi. Chứ đừng có viết như là bài Tiếng Quà Trong Sương Đêm, rất là mùi nhưng mà không bốc, não nuột nên nghe oải quá, oải quá. Cho nên do đó mà yêu cầu Hoàng Việt nên viết một cái bài nghĩa là về miền Nam cũng mùi nhưng mà phải bốc. Cho nên nhạc sĩ Hoàng Việt có hứa là mình sẽ viết một cái bài đúng như anh em yêu cầu, tức là nhưng mà trong đó lồng vào cái đức tin và cái lòng chung thủy. Bởi vì nói đến miền Nam, miền Bắc là hai cái đó là cái điều rất là cao cần phải đạt đến đó. Và nhạc sĩ Hoàng Việt cũng có nói là hiện nay tôi cũng đang viết một bài theo như thế, theo cái hướng anh em nói, mà cái bài đó sẽ có tên là Tình Ca, có tựa đề là Tình Ca. Trước đó thì các nhạc sĩ khác cũng có rất nhiều những cái ca khúc trữ tình mà được phổ biến trong quần chúng. Nhưng mà cái chất trữ tình trong Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt có cái gì, điều gì đặc biệt không? Đúng rồi. Tức là thế này, khi mà nói tình ca là người ta cứ nghĩ là bài đó du dương, tha thiết, mượt mà. Nhưng mà trong cái bài tình ca thì cái chất du dương và mượt mà nó hình như không có. Hay là đôi khi những cái bài tình ca mà chúng ta gặp hiện nay rất nhiều là hơi bi lụy, chán trường. Bởi vì là kiểu như là thất tình mà. Cho nên bi lụy chán trường. Nhưng mà trong bài tình ca cũng không có. Không có cái đó. Nhưng mà cái bài tình ta của Hoàng Việt ấy, thì mang cái chất là tha thiết, da diết. Tha thiết thì còn nhẹ, mình lấy da diết, da diết, dữ dội. Rồi có lúc thì bức xúc, rất là bức xúc, tha thiết. Như vậy theo ý nhạc sĩ thì trong cái tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt ấy, ngoài cái tình cảm cá nhân của nhạc sĩ ra, còn có một cái tình cảm chung của cả một cái dân tộc, cũng như là của cả hai miền Nam và Bắc thời đó. Thì những cái bài tình ca mà chúng ta vẫn thấy thì nó có hai dạng. Một cái dạng là những bài tình ca đó là nói về cái hoàn cảnh của mình, thực tế của mình. Còn có những bài tình ca
mà chúng ta vẫn thấy, vẫn gặp là vay mượn những cái hoàn cảnh của những người khác rồi mình đem mình phô diễn ở trong cái ca khúc của mình. Nhưng mà Hoàng Việt là hư cát là thế này, bản thân nhạc sĩ Hoàng Việt á là vợ con lúc bây giờ cũng đang ở trong Nam, mà chỉ có nhạc sĩ Hoàng Việt trong gia đình ra tập kết ngoài Bắc thôi. Cho nên cái hoàn cảnh gia đình bị chia cắt như thế nó cũng dễ đồng cảm với cái hoàn cảnh bị chia cắt của nhân dân, những người thân của hai miền bị chia cắt do cái hoàn cảnh đất nước bị chia cắt. Cho nên ở đây chúng ta thấy giữa cái riêng và cái chung trong cái tác phẩm Hoàng Việt nó quyện lại với nhau, giữa cái tôi và cái ta, cái chúng ta thì nó cũng quyện với nhau. Và chính cái đó là một yếu tố rất quan trọng để làm nên sự thành công của cái tác phẩm này. Về nội dung tình cảm của tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt thì đúng là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nhạc sĩ Hoàng Việt đã thể hiện đó bằng ngôn ngữ âm nhạc như thế nào. Có thể nói là cái chủ đề tư tưởng mà của nhạc sĩ Hoàng Việt mà đề ra đã được nhạc sĩ Hoàng Việt dùng cái ngôn ngữ âm nhạc và phô diễn ở trong cái tác phẩm của mình rất là hợp lý. Ví dụ chúng ta thấy trong cái đoạn A thì nhạc sĩ Hoàng Việt đã dùng những cái chùm ba, những triolet và những cái móc đơn liên tiếp làm cho chúng ta cảm thấy là cái nét nhạc lúc bây giờ như là bị dồn nén, dồn nén. Ví dụ như có câu là chỉ có một câu thôi mà bốn cái chùm ba liên tiếp, bị chúng ta thấy như là cái tình cảm mình bị dồn nén, nhưng cũng có lúc rào rực xung động, muốn như vượt qua không gian, thời gian, vượt qua bão tố phong ba để có thể đến với những người thân của mình. Đặc biệt ví dụ như có một cái câu là như thế này: em ơi nghe chăng lời trái tim vọng xa, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Thì có thể nói là cái câu đó khi mà ca sĩ diễn đạt mà mình nghe mình cũng cảm thấy đúng là bị dồn nén tất cả thứ. Nhưng mà có cái đặc biệt là sau khi mà bị dồn nén như thế thì đến cái nhịp kết thúc của cái đoạn A thì nét nhạc có cái nốt luyến kết hợp với một phách đảo. Ví dụ như thể là tiếng ca đời đời chung thủy thiết ta, thì thấy bị dồn nén nhưng mà sau đó rồi thì tình cảm như là lắng động lại, nhưng mà không phải là lắng động để thoải mái mà là day dứt sao xuyến đó. Đúng là cái chất nhạc trong đoạn A thì nghe có lúc như vừa bị dồn nén, nhưng có lúc rạo rực sao xuyến mà như muốn bung ra, có lúc lại rất là day dứt. Bởi vì âm nhạc đã phản ánh trung thực cái tình cảm của tác giả lúc ấy. Thế còn đoạn B như vậy thì chắc phải mãnh liệt hơn, phải không thưa nhạc sĩ? Vâng. Đoạn B thì có thể nói là cũng nhạc sĩ Hoàng Việt đã dùng lại cái mô típ nhưng mà đã được phát triển và thay đổi để đưa lên một cái cao trào. Trước khi mà đưa lên cao trào thì cái nét nhạc nó có những cái đợt sóng như là dồn dập, đợt sóng dồn dập rồi cuối cùng đưa lên cao trào mà lên tận nốt pha là nốt cao nhất của bài hát. Và ngân dài những cái chỗ là ví dụ như là vượt băng qua đêm tối lên thì tối cao lên, có thể nói là cái chỗ đó là một cái cao trào mà làm cho cái bài hát mà nó tự nhiên nó bốc lên. Nhưng rồi cuối cùng thì cái cao trào đó đã được bình ổn trở lại để trở về cái âm chủ là tonic. Và qua đó thì ta cảm nhận được cái tình yêu của này là không thể xóa nhòa được. Và ngay cái câu hát cuối cùng cũng là không thể xóa nhòa. Sau khi ra đời thì có thể nói là cái bài tình ca này cũng có nhiều ý kiến. Một số ít thì thấy rằng là sao mà nó căng quá, bốc quá, rồi là tình cảm nó quá dồn nén gì đó. Nhưng mà theo tôi nhớ là đa số anh chị em trong ban biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam bây giờ rất là ủng hộ và bảo vệ cái bài này. Và bài này đã được ca sĩ Trần Khánh và ca sĩ Quốc Hương hát. Và cái hiệu quả nó đã đem đến tức khắc, tức là nhân dân đều cảm thấy rằng là đây là một cái bài đúng nói lên được cái tình cảm của nhân dân hai miền muốn gắn bó với nhau nhưng đã bị một cái thế lực đen tối nó chia cắt ra. Và sau khi cái bài hát đó mà ra đời rồi á thì nhiều người đánh giá đây là một cái bài
trữ tình mà là đỉnh cao của Hoàng Việt, có thể so sánh giống như là một cái khám phá của ảnh về giao hưởng ở trong quê hương. Nếu nói rằng giao hưởng, cái bản giao hưởng quê hương là một cái khám phá đầu tiên của nền nhạc Việt Nam mà đối với cái nền âm nhạc bác học là giao hưởng, thì cái bài tình ca đây là một cái đỉnh cao của Hoàng Việt và cả nền âm nhạc Việt Nam về một cái ca khúc trữ tình nữa. Một lần nữa chúng ta cùng nhau thưởng thức lại tác phẩm Bất Hủ Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt để thấy được sự truyền cảm mãnh liệt của tác phẩm này. Lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, à, tiếng gió mưa thét gào quấn vấn phong ba. Em ơi nghe chân lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Qua núi biếc chập trùng xa xa, qua áng mây che mờ quê ta. Tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha. Em có nghe tiếng ca chưa đừng hận thù sâu xa, đã biến tình đôi ta thành những cánh sao tỏa sáng. Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa, bên nước cứu long còn đó em ơi, bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời, là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xóa nhòa. Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh. Ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như đóa hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh. Ta chung tiếng ca vang rồi từ miền phương xa, xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan ngay bao đó phớ và chia ly. Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, là một bài tình ca của đôi lứa ta dâng ca. Còn đó em ơi, bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời, là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xóa nhòa. Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta. Chim răng răng bay ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như đóa hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh. Chung tiếng ca vang rồi từ nghìn phương xa, xua kẻ
ghé dù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan ngay vào đâu có là chia ly. Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng ca. Qua những ý kiến trao đổi hôm nay, chúng ta càng thấy rõ hơn nhạc sĩ Hoàng Việt đã sử dụng tài tình ngôn ngữ âm nhạc để thể hiện khá rõ nét tình cảm, suy nghĩ, đức tin, lòng trung thủy của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vừa qua. Bài hát tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt là một mẫu mực của tình yêu cách mạng, lạc quan, yêu đời, trong gian khó vẫn vươn lên, trong cái riêng vẫn có cái chung. Bài hát đã để lại những dấu ấn tình cảm không bao giờ phai cho các thế hệ trẻ mai sau. Xin tạm biệt quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.